Lưu Mỹ Linh và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023. Và sau đây là những bản tin trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Ông Macron cảnh báo phe đối lập có thể lên nắm quyền ở Pháp. Phát biểu trên tờ Le Parisien vào ngày 23 tháng 4, Tổng thống của Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo rằng là các chính trị gia trung dung có thể sẽ thua các chính trị gia cánh hữu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027 nếu những thách thức hiện tại không được giải quyết. Ông Macron cho rằng là nhân vật tiêu biểu của phe cánh hữu cũng là đối thủ của ông trong kỳ bầu cử năm ngoái, bà Marine Le Pen, sẽ là người chiến thắng về mặt chính trị trong tình trạng hỗn loạn hiện nay. Công cụ chính của bà Le Pen là những chính trị gia tương tự là chủ nghĩa dân túy. Những người theo chủ nghĩa ôn hòa như ông Macron không thể cạnh tranh với người cánh hữu trong việc đưa ra lời hứa, nên ông kêu gọi nội các hãy giành lại cử tri thông qua hành động thực tế. Và hành động thực tế của ông Macron đã khiến cho nước Pháp rung chuyển, nhưng không phải vì ủng hộ mà để phản đối. Nước Pháp đang sục sôi câu chuyện cải cách hưu trí, nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64. Đề xuất cải cách gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ và tình trạng bất ổn dân sự kéo dài trên cả nước. Quyết định thông qua cải cách mà không thực hiện đầy đủ các quy trình lập pháp đã làm căng thẳng thêm trầm trọng. Trong khi đó, thì ông Macron không nghĩ là mình sai. Ông cho rằng sai lầm duy nhất của ông là đã không tuyên truyền đủ về cải cách để công chúng hiểu. Người dân Haiti đã thiêu sống một nhóm người bị nghi là các thành viên của băng đảng. Người dân của thủ đô Port-au-Prince đã ném đá và thiêu sống một nhóm người bị nghi là thành viên của băng đảng đang bị cảnh sát khống chế. Cảnh sát quốc gia Haiti cho biết, các sĩ quan của quận Canapvert vào ngày hôm nay đã chặn một chiếc xe nhỏ để khám xét khi phát hiện ra những người ngồi trên xe có mang theo vũ khí. Họ khống chế các nghi phạm buộc họ phải nằm ở trên mặt đường. Hàng trăm người dân đã tụ tập tại hiện trường để xem cảnh sát bắt thành viên băng đảng. Đám đông sau đó đã xông vào tấn công nhóm nghi phạm, đánh đập, ném đá, chất lốp xe và đổ xăng rồi châm lửa. Cảnh sát quốc gia Haiti cho biết ở trong tuyên bố đăng ở trên Facebook rằng trong quá trình khám xét chiếc xe, cảnh sát đã tịch thu được vũ khí của nhóm nghi phạm. Hơn một chục người trên xe này không may đã bị người dân hành hình bằng cách ném đá và thiêu sống. Cảnh sát của Haiti không nêu chính xác về số nạn nhân cũng như là tình huống đã dẫn đến sự việc để cho người dân tấn công các nghi phạm đang bị khống chế. Tuy nhiên, hãng thông tấn AP cho biết có 13 nghi phạm đã bị thiêu sống. Nhân chứng Edna Samuel cho hay các nghi phạm được cho là đang trên đường đến khu vực gần đó để chi viện cho băng đảng đang đấu súng với cảnh sát. Một nhân chứng khác là Jean Josu nói rằng đã có nhiều vụ nổ súng ở trong khu vực từ sáng sớm khi các thành viên băng đảng xông vào một khu dân cư ở quận Canapvert, cướp phá và tấn công người dân. Hàng chục gia đình đã rời khỏi các khu dân cư khi bạo lực của băng đảng bùng phát ở thủ đô Port-au-Prince vào ngày 25 tháng 4. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc cảnh báo về tình trạng mất an ninh ở tại các thủ đô của Haiti. Theo báo cáo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, các băng đảng vũ trang vẫn tiếp tục cạnh tranh để mở rộng địa bàn ở tại Port-au-Prince lan sang những khu vực lân cận vốn đã bình yên trước đây, khiến cho tình trạng an ninh ở tại đây tương đương với những cuộc xung đột vũ trang. Hàng loạt nghị sĩ châu Âu kêu gọi nước Pháp trục xuất đại sứ Trung Quốc. 80 nghị sĩ các quốc gia châu Âu kêu gọi nước Pháp trục xuất đại sứ Trung Quốc sau phát ngôn gây tranh cãi về các nước hậu Liên Xô. Theo quy định quốc tế, các nhà ngoại giao có quyền miễn trừ tại quốc gia họ công tác, nhưng có thể bị tước quyền ở lại trong trường hợp có hành động thù địch hoặc vi phạm pháp luật. Quốc gia sở tại có thể thông báo nhân viên ngoại giao của nước khác là người không được hoan nghênh bất cứ lúc nào và việc người này ở lại quốc gia đó là không thể chấp nhận. Yêu cầu này xuất hiện sau khi ông Liu Shen vào ngày 21 tháng 4 đã nói Crimea theo lịch sử vốn là một phần của Nga và cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã trao bán đảo cho Ukraine.
Khi được hỏi liệu bán đảo Crimea có phải là một phần của Ukraine hay không, ông Lushek còn thêm rằng là các quốc gia từng thuộc Liên Xô thậm chí là không có địa vị thực tế theo luật pháp quốc tế vì không có thỏa thuận quốc tế nào xác nhận tư cách quốc gia có chủ quyền của họ. Phát biểu của ông Lushek còn vấp phải nhiều chỉ trích từ Liên minh châu Âu, Ukraine, Đức và các nước như ở Baltic như là Estonia, Latvia và Litva. Ba quốc gia vùng Baltic đã triệu đại sứ của Trung Quốc để yêu cầu giải trình phát ngôn của ông Lushek. Đại sứ Lushek được biết tới với phong cách ngoại giao chiến lan cùng với những phát ngôn gay gắt. Ông từng bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao của Pháp một số lần, trong đó có bình luận ám chỉ giới chức của Pháp đã bỏ mặc người già tại viện dưỡng lão trong đại dịch COVID-19 và gọi một nhà nghiên cứu phê bình của Pháp là côn đồ trên Twitter. Thổ Nhĩ Kỳ cho ra mắt tàu hàng không mẫu hạm không người lái đầu tiên trên thế giới. Tương lai của hải quân ở trên toàn cầu có thể sẽ thay đổi sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho ra mắt tàu hàng không mẫu hạm cùng với chiến thuật sử dụng máy bay không người lái. Tàu hàng không mẫu hạm tên là Anadolu được xem như là soái hạm mới của hải quân Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là tàu chiến lớn nhất của nước này từ trước cho đến nay được đưa vào hoạt động. Trên tàu có cả máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Điều đáng chú ý là những chiếc máy bay không người lái được thiết kế cho các nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp. Con tàu sân bay Anadolu được chế tạo dựa trên tàu tấn công đổ bộ lớp Juan Carlos đệ nhất của Tây Ban Nha. Con tàu nặng 27.000 tấn, dài 220m, cao 55m. Bong tàu có sàn đáp đủ dài cho các loại máy bay hoạt động ở trên không và tàu còn có sàn cho các loại tàu đổ bộ. Đồng thời, con tàu còn có thể vận chuyển đến hàng trăm lính thủy từ lữ đoàn thủy quân lục chiến của Thổ Nhĩ Kỳ. Khả năng tác chiến của con tàu này được đánh giá là gần giống với tàu thuộc lớp tấn công đổ bộ America của Hải quân Hoa Kỳ. Một điều mà Anadolu có trong khi lớp America không có, đó là đường dốc trượt tuyết dùng cho máy bay cất cánh. Thiết kế này được giữ lại theo phiên bản của con tàu sân bay Juan Carlos của Tây Ban Nha cho nhiệm vụ hỗ trợ các phi đội máy bay phản lực cất cánh. Nga đưa siêu tăng T-14 Armata tới Ukraine. Quân đội của Nga đã khai triển xe tăng tối tân T-14 Armata nã pháo vào vị trí của Ukraine, nhưng chưa tham gia các đợt xung kích. Hãng thông tấn RIA Novosti vào ngày 25 tháng 4 dẫn nguồn tin cho biết là những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata tham gia chiến tranh ở Ukraine đều được bổ sung lớp giáp để tăng hiệu quả bảo vệ trước đạn chống tăng. T-14 Armata là mẫu xe tăng thế hệ mới, được Nga phát triển từ năm 2015, trang bị nhiều công nghệ mới khiến cho nó được gọi là siêu tăng của Nga. Tuy nhiên thì loại xe tăng này chưa được quân đội của Nga biên chế hàng loạt và cũng chưa tham chiến trực tiếp trên chiến trường trước đây. Bộ Quốc phòng của Nga chưa bình luận hoặc là công bố thông tin về việc xe tăng T-14 Armata tham gia xung đột với Ukraine. Trước đó, thì Bộ Quốc phòng của Anh Quốc vào ngày 19 tháng Giêng nhận định là Nga có thể cho siêu tăng T-14 Armata tham chiến ở Ukraine nhằm để quảng bá hình ảnh. Tuy nhiên, thì cơ quan này đánh giá khai triển T-14 Armata tới những khu vực diễn ra giao tranh ác liệt có thể là quyết định mang tính rủi ro cao và gây ra thách thức hậu cần cho quân đội của Nga. Giới chức của Nga vào hồi tháng 4 năm 2020 cho biết quân đội của nước này đã thử nghiệm xe tăng T-14 trên điều kiện chiến trường ở Syria, nhưng chưa tham gia trận đánh thực tế nào. Ô nhiễm không khí khiến cho 1.200 trẻ em ở Âu Châu bị thiệt mạng mỗi năm. Theo đại diện khu vực kinh tế Âu Châu, tức là EEA, sau một nghiên cứu ở hơn 30 quốc gia, bao gồm có cả 27 nước thành viên của Liên Âu. Bất chấp những cải thiện gần đây, mức độ ô nhiễm không khí ở nhiều nước Âu Châu vẫn còn cao hơn ngưỡng khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông của Âu Châu cũng như là nước Ý. Báo cáo không đề cập gì đến các quốc gia công nghiệp lớn như là Nga, Ukraine và Anh. Điều này cho thấy là tổng số người tử vong do ô nhiễm không khí ở lục địa này có thể sẽ còn cao hơn. Khu vực kinh tế của Âu Châu EEA đã công bố vào tháng 11 năm ngoái rằng 238.000 người chết sớm vì ô nhiễm không khí vào năm 2020 ở tại khối Liên Âu, cùng với Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ô nhiễm không khí gây ra hơn 1.200 ca tử vong sớm mỗi năm ở những người dưới 18 tuổi ở Âu Châu và làm tăng đáng kể những nguy cơ mắc bệnh sau này trong cuộc đời. Nghiên cứu này là một nghiên cứu đầu tiên tập trung đặc biệt vào trẻ em. Mặc dù số ca tử vong sớm ở nhóm tuổi này được coi như là thấp so với tổng dân số của Âu Châu do EEA ước tính mỗi năm, nhưng những ca tử vong sớm trong cuộc đời cho thấy sự mất mát tiềm năng trong tương lai
và đi kèm với gánh nặng đáng kể về bệnh mãn tính cả trong thời thơ ấu và sau này trong cuộc sống. Thụy Điển trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga. Bộ Ngoại giao của Thụy Điển thông báo trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga vì có hoạt động không phù hợp với vị trí công tác. Bộ Ngoại giao Thụy Điển không nêu cụ thể hành động được đề cập là gì, nhưng cho biết là cơ quan an ninh của nước này đã báo cáo rằng Nga vẫn tiếp tục thu thập tình báo ở quốc gia Bắc Âu. Đây là mối đe dọa an ninh mà chính phủ của Thụy Điển cần xem xét nghiêm túc, theo Bộ Ngoại giao của Thụy Điển đã cho hay. Đại sứ quán của Nga tại Stockholm đã từ chối bình luận về sự việc. Quan hệ giữa Nga và Thụy Điển xấu đi đáng kể sau khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thụy Điển, thành viên Liên minh Âu Châu, đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt mà khối này đã đưa ra để đáp trả nước Nga. Moscow cũng đưa Stockholm vào danh sách của các quốc gia không thân thiện. Thụy Điển vào hồi tháng 4 năm ngoái trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động tình báo trái phép ở Thụy Điển. Cơ quan an ninh Thụy Điển trước đó cho rằng là cứ 3 nhà ngoại giao của Nga ở Thụy Điển thì có một người làm việc cho các cơ quan tình báo Nga. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gửi thư cho Putin liên quan đến thỏa thuận ngũ cốc. Theo người phát ngôn của Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay đưa tin, Tổng thư ký Antonio Guterres đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin một con đường để nhằm cải thiện, gia hạn và mở rộng thỏa thuận cho phép xuất cả ngũ cốc của Ukraine an toàn ra Biển Đen. Theo đó, sau khi ông Guterres gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại New York trong ngày hôm nay, thì ông Guterres sẽ thông qua Lavrov gửi thư đến Putin. Trong thư, ông Guterres nêu đề xuất của mình về thỏa thuận ngũ cốc. Phó phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc là Farhan Haq cho biết, ông Guterres ghi nhận những lo ngại của Nga về việc xuất cả ngũ cốc và phân bón do Nga sản xuất. Ông ấy nêu chi tiết về những tiến độ đạt được trong vấn đề này và nhắc lại cam kết của Liên Hiệp Quốc trong việc tiếp tục nỗ lực để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Ông Haq cho biết, hãng thông tấn TASS đã dẫn lời của ông Lavrov về vấn đề này, nói rằng đúng là Tổng thư ký đã nói về những nỗ lực mà ông ấy đang thực hiện để hỗ trợ quyền lợi của Nga trong thỏa thuận này nhiều nhất có thể. Thành thật mà nói, tiến độ cho đến nay không đáng chú ý lắm. Và đó là những phần tin liên quan đến thế giới thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sắp tiết lộ nỗ lực mới bảo vệ Nam Hàn trước nguyên tử của Bắc Hàn. Tổng thống Joe Biden nhân chuyến thăm cấp nhà nước trong tuần này của Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol tới Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh rằng là Hoa Kỳ sẵn sàng tăng cường nỗ lực ngăn chặn một cuộc tấn công của Bắc Hàn vào Nam Hàn. Theo Tòa Bạch Ốc cho hay, ông Biden sẽ công bố các nỗ lực răn đe nguyên tử mới cụ thể cũng như là sáng kiến an ninh mạng mới, đầu tư kinh tế và quan hệ đối tác giáo dục, một phần trong nỗ lực làm nổi bật bề rộng và chiều sâu của mối quan hệ hai nước khi họ kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc là Jake Sullivan đã cho biết như trên. Các quan chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng là ông Biden hy vọng sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến cam kết đồng bộ của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn hành động nguyên tử của Bắc Hàn khi mà Bình Nhưỡng tăng cường các vụ thử phi đạn đạn đạo, bao gồm cả việc phóng thử một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn lần đầu tiên vào đầu tháng này. Vụ thử gần đây được coi là một bước đột phá tiềm năng trong nỗ lực của Bắc Hàn nhằm sở hữu vũ khí mạnh hơn, khó phát hiện hơn nhằm vào lục địa của Hoa Kỳ. Ông Sullivan không cung cấp thông tin chi tiết về các nỗ lực săn đe mới trước thông báo của hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nam Hàn, nhưng nói rằng là Hoa Kỳ đang muốn gửi một thông điệp rõ ràng tới Bình Nhưỡng về những lời lẽ ngày càng hung hăng của họ. Trước chuyến thăm của ông Yoon, thì Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ phi đạn chung vào tuần rồi nhằm để chống lại kho vũ khí nguyên tử đang gia tăng của Bắc Hàn. Tòa Bạch Ốc công bố thực đơn quốc yến để chiêu đãi Tổng thống Nam Hàn. Tổng thống Joe Biden đã chiêu đãi người đồng cấp Nam Hàn, ông Yoon Suk-yeol, bánh cua Maryland, sườn bò và kem, vốn là món tráng miệng yêu thích của ông Biden. Tổng thống và đệ nhất phu nhân sẽ tổ chức quốc yến để thiết đãi vợ chồng người đồng cấp Nam Hàn là Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Kyung-hee ở tại phòng đông ở trong Tòa Bạch Ốc vào tối ngày 26 tháng 4. Tòa Bạch Ốc cho biết phòng tiệc sẽ được trang trí bằng những bình hoa anh đào đang nở rộ. Món khai vị gồm có bánh cua Maryland và súp kem bí.
Món chính là sườn bò om với lại ăn kèm với đậu ngự, cà rốt và hạt thông. Bữa ăn kết thúc cùng với món kem chanh ăn cùng với chuối, dâu và vụn bánh quy. Món yêu thích của ông Joe sẽ là món cuối cùng. Đệ nhất phu nhân Jill nói với các phóng viên về sở thích ăn kem của chồng. Đệ nhất phu nhân Jill hy vọng quốc yến chiêu đãi vợ chồng Tổng thống Nam Hàn sẽ thể hiện được sự hòa hợp giữa các nền văn hóa và con người của nước Mỹ. Bà đã cùng với đầu bếp nổi tiếng là Edward Lee và các đầu bếp của Tòa Bạch Ốc thiết kế thực đơn. Tổng thống Nam Hàn bắt đầu thăm nước Mỹ từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 29 tháng 4, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của lãnh đạo Nam Hàn tới Hoa Kỳ kể từ năm 2011. Chuyến thăm diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ đồng minh. Tổng thống Biden gặp bộ ba Tennessee tại Tòa Bạch Ốc và thảo luận kiểm soát súng. Tổng thống Joe Biden gặp ba nhà lập pháp của tiểu bang Tennessee tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 24 tháng 4 sau khi hai người trong nhóm đã bị trục xuất vì tham gia các cuộc biểu tình kiểm soát súng. Ông Biden gọi quyết định của phe Cộng hòa tại Hạ viện Tennessee trục xuất hai dân biểu là gây sốc và phi dân chủ. Các ông Jones và Pearson là hai nhà lập pháp trẻ, da đen, bị trục xuất khỏi Hạ viện Tennessee vào hồi đầu tháng, nhưng sau đó đã được địa phương phục hồi chức vụ. Còn bà Johnson, người da trắng, thoát khỏi cuộc bỏ phiếu trục xuất, một kết quả theo màu da, theo lời của vị nữ dân biểu tuyên bố. Ba nhà lập pháp, còn được gọi là bộ ba Tennessee, tham gia cùng với trẻ em, phụ huynh và những người khác, biểu tình tại tòa nhà quốc hội của tiểu bang chỉ vài ngày sau vụ xả súng ở trường học Nashville khiến cho ba trẻ em 9 tuổi và ba nhân viên của nhà trường thiệt mạng. Bà Corinne Jean-Pierre, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc vào hồi tuần trước cho biết là Tổng thống Biden đánh giá cao việc ba vị dân biểu của tiểu bang Tennessee đứng lên kêu gọi hạn chế súng mạnh mẽ hơn, đặc biệt về lệnh cấm bán vũ khí tấn công, một vấn đề mà Tổng thống đang thúc đẩy. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng tham dự cuộc họp với bộ ba Tennessee. Bà Harris đã tới Nashville để gặp ba nhà lập pháp tiểu bang này vào hồi đầu tháng 4 và kêu gọi siết chặt luật kiểm soát súng. Ngân hàng First Republic Bank mất khoảng 100 tỷ Mỹ kim sau khủng hoảng. Báo cáo kinh doanh quý 1 của ngân hàng First Republic của Hoa Kỳ cho thấy, người gửi tiền đã rút khoảng 100 tỷ Mỹ kim từ ngân hàng này trong cuộc khủng hoảng vừa qua. Theo báo cáo, tiền gửi ở tại bank này đã giảm hơn 40%, từ 176.4 tỷ xuống còn là 104.5 tỷ trong quý 1 năm nay. Bất chấp việc First Republic đã được các ngân hàng lớn ở tại Mỹ bơm 30 tỷ Mỹ kim để ngăn chặn sự sụp đổ. Tính từ đầu tháng 3, giá trị cổ phiếu của ngân hàng này đã mất đến gần 90%. Sau khi báo cáo trên được công bố, thì giá cổ phiếu của First Republic đã giảm tiếp 20%. Dù vậy, First Republic cho biết hoạt động rút tiền đã ổn định lại từ tuần cuối của tháng 3. Cổ phiếu của First Republic đã mất hơn 20% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau các thông tin nói trên. Nhà băng này đã từng được coi là ngân hàng hàng đầu phục vụ cho giới nhà giàu của Mỹ, bao gồm có người sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg. Giới chuyên gia cho rằng First Republic rất khó khôi phục lại khối tài sản. Nhiều năm qua, họ thu hút các khách hàng giàu có bằng mức lãi suất ưu đãi. Việc này khiến cho nhà băng kém hấp dẫn ở trong mắt người mua tiềm năng. Danh mục cho vay thế chấp lớn nhưng lại có lãi suất thấp sẽ tạo ra doanh thu không đáng kể. Roberto Conzo là CEO của hãng tư vấn đầu tư mang tên là The Wealth Alliance cho biết, họ cũng có ít lựa chọn khi bán tài sản. Bán mảng cho vay thế chấp sẽ gây ra thua lỗ. Trong khi đó, bán mảng quản lý tài sản sẽ khiến cho họ mất mảng kinh doanh lời lãi. Ngày hôm trước, hãng đánh giá giá tín nhiệm Moody's đã hạ 3 bậc xếp hạng của First Republic Bank. Ông Elon Musk kiếm 100.000 Mỹ kim từ người dùng Twitter. Ông Elon Musk nói ai cũng có thể trả 4 Mỹ kim để đăng ký theo dõi tài khoản Twitter của ông và hiện đã thu hút 24.700 người. Vào ngày 14 tháng 4, thì ông Musk cho biết là ông dự định thực hiện buổi hỏi đáp bất cứ điều gì vài tuần một lần dành riêng cho những người ghi danh, tức là subscribers, với tài khoản của ông. Đây là tính năng được Twitter đổi tên từ Super Follows từ ngày 13 tháng 4. Khác với việc theo dõi là follow thông thường, subscriber sẽ nhận được thông tin như là bài viết dài, video, hỏi đáp độc quyền hoặc là huy hiệu từ chủ tài khoản. Vào ngày 25 tháng 4, thì ông Elon Musk đăng ảnh chụp màn hình cho thấy tài khoản Twitter của ông đã có 24.700 người ghi danh. Tỷ phú Hoa Kỳ hiện
thu phí đăng ký là 4 Mỹ Kim cho mỗi tháng, có nghĩa là ông đang kiếm được 98.800 Mỹ Kim từ người dùng mạng xã hội. Sau khi tiếp quản Twitter vào tháng 10 năm ngoái, thì ông Musk đang tìm mọi cách để biến mạng xã hội này thành công cụ kiếm tiền. Trước đó thì ông khai triển bản tích xanh qua dịch vụ Twitter Blue với giá là 8 Mỹ Kim cho một tháng, dù trước đây dấu tích này được cung cấp miễn phí để hạn chế tình trạng bị giả mạo. Đến nay thì Twitter Blue được đánh giá là gây thất vọng và cũng chưa mang lại lợi ích rõ rệt cho mạng xã hội. Trong tuần qua thì chỉ có thêm vài trăm tài khoản ghi danh với dịch vụ. Phân tích độc lập từ Travis Brown, chuyên gia về phần mềm theo dõi dữ liệu mạng xã hội tại nước Đức, cho thấy chỉ 5% tài khoản từng có tích xanh miễn phí chấp nhận chi tiền để tham gia Twitter Blue. Các nhà đầu tư hiện nay đang bị giằng co theo hai hướng khi dữ liệu kinh tế gần đây báo hiệu về sự suy thoái sắp xảy ra, nhưng thị trường chứng khoán thì lại liên tiếp ghi nhận làn sóng tín hiệu tăng giá. Chiến lược gia thị trường là Ryan Dietrich của tập đoàn Carson cho biết, hơn hai thập niên qua, tôi chưa bao giờ thấy thời điểm nào mà gần như là mọi người đều đồng tình rằng suy thoái kinh tế đang đến và cổ phiếu sẽ lao dốc, nhưng dữ liệu thì lại không thể hiện điều đó. Theo ông Dietrich, các nhà đầu tư nên tập trung nhiều hơn vào thị trường chứng khoán vì nó thường báo trước những biến động của nền kinh tế. Nói cách khác, đợt bán tháo 20% của thị trường chứng khoán vào năm ngoái đã báo hiệu cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ suy yếu thể hiện qua dữ liệu về sản xuất được công bố gần đây. Và sự trục phục hồi ấn tượng kể từ đó đang phát tín hiệu cho thấy là nền kinh tế sẽ ít gặp khó khăn hơn trong quá trình phục hồi vài quý tới. Quan điểm suy thoái sẽ không xảy ra của ông Derek đã được chứng minh bởi thực tế, đó là nền kinh tế đã tạo ra gần 6 triệu việc làm trong vòng 15 tháng qua. Kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật về đợt tăng giá với dữ liệu việc làm ổn định và tâm lý của các nhà đầu tư, chiến lược gia Derek tin tưởng rằng mọi người đang có trong tay một ly cocktail tổng hợp với những yếu tố bất ngờ giúp cho thị trường đi lên. Tòa chọn bồi thẩm đoàn vụ kiện Trump cưỡng hiếp nữ phóng viên. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa mà bà E. Jean Carroll, một cựu phóng viên cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump cưỡng hiếp bà gần 3 thập niên về trước, đã bắt đầu vào trưa ngày thứ Ba 25 tháng 3. Bồi thẩm đoàn tổng cộng có 9 người, gồm có 6 người đàn ông và 3 người phụ nữ. Những người được chọn làm bồi thẩm viên đều phải trả lời những câu hỏi, không chỉ về lý lịch mà còn về thói quen xem tin tức. Những câu hỏi bao gồm khuynh hướng chính trị như liệu họ có quyên góp ủng hộ tài chính cho các nhóm chính trị, khuynh tả hay là khuynh hữu, liệu có phải là người tham gia trang mạng xã hội Truth Social của ông Trump hay có phải từng là độc giả của bà Carroll trên tạp chí Elle và thậm chí có xem chương trình The Apprentice của cựu tổng thống trước đây hay không. Phiên tòa diễn ra tại một tòa án dân sự liên bang, nghĩa là dù kết quả thế nào thì ông Trump cũng không bị ngồi tù. Ông không cần có mặt trước tòa và luật sư của ông nói rằng là ông không ra điều trần. Cựu Tổng thống Donald Trump, 76 tuổi, đã bác bỏ lời tố cáo của bà E. Jean Carroll, 79 tuổi, về việc có hành vi cưỡng hiếp bà trong cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở thành phố New York vào những năm 1990. Ông đã gọi tuyên bố của nữ nhà văn này là dối trá và là một hành vi lừa đảo trắng trợn nhằm để tăng doanh số bán cuốn hồi ký của bà. Thẩm phán của quận Lewis Kaplan là người chủ trì phiên tòa đã quyết định bảo mật danh tính của bồi thẩm đoàn và các luật sư nhằm để bảo vệ họ trước các cuộc tấn công từ người ủng hộ của ông Trump. Phiên tòa xét xử ông Trump dự kiến kéo dài từ 1 cho đến 2 tuần. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu. Và sau đây là những phần tin Á Châu, thưa quý vị. Trung Quốc và Singapore sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung ngay trong tuần lễ này. Cuộc tập trận chung đầu tiên của họ kể từ năm 2021. Giữa lúc Bắc Kinh tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh với Đông Nam Á, vốn là một khu vực với các đồng minh mạnh mẽ hiện có của Hoa Kỳ. Hải quân của Trung Quốc sẽ khai triển tàu khu trục nhỏ mang phi đạn mang tên là Ngọc Lâm và tàu dò mìn là Chiêu-bi tới cuộc tập trận chung kéo dài từ cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 5. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ở trên trang mạng của mình mà không nói rõ địa điểm. Hai năm trước, Trung Quốc và Singapore đã tổ chức một cuộc tập trận kết hợp ở vùng biển quốc tế ở mũi phía nam của Biển Đông sau khi nâng cấp Hiệp ước Phòng thủ song phương vào năm 2019 để bao gồm các cuộc tập trận với quy mô lớn hơn giữa lục quân, hải quân và không quân của hai nước.
sự hợp tác quân sự sâu sắc hơn giữa Trung Quốc và Singapore đã diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, vốn là một khu vực trải rộng 3.5 triệu km vuông, thường được hải quân của các nước phương Tây, bao gồm cả các tàu Hoa Kỳ, tiến hành những hoạt động tự do hàng hải đi qua. Những chuyến hải hành như vậy gây ra khó chịu cho phía Trung Quốc. Quốc gia này đưa ra yêu sách đối với gần như là toàn bộ Biển Đông, bất chấp phán quyết quốc tế ngược lại. Vào tháng 8 năm ngoái, quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tập trận mở rộng mang tên Super Garuda Shield với Indonesia, lần đầu tiên có sự tham gia của Singapore, Nhật Bản và Úc. Cũng trong thời gian đó, thì Trung Quốc đã cử máy bay ném bom chiến đấu đến Thái Lan trong cuộc tập trận không quân chung được mang tên là Falcon Strike 2022. Cả hai nước đều cho biết cuộc tập trận ở phía đông bắc của Thái Lan, giáp biên giới với Lào, về bản chất là để phòng thủ. Hiệu ứng từ tỷ phú Warren Buffett đối với thị trường cổ phiếu tại Nhật Bản. Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 7.83 tỷ Mỹ Kim cổ phiếu Nhật Bản trong 5 phiên giao dịch vào hồi trung tuần tháng 4, sau khi nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett đã thể hiện niềm tin của mình vào thị trường này. Quan điểm của ông Buffett đã giúp thúc đẩy khối ngoại quan tâm nhiều hơn đến cổ phiếu của Nhật Bản, tạo nên lần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 11 năm 2013, khi quyết định nới lỏng định lượng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khiến cho đồng yen suy yếu. Các nhà đầu tư nước ngoài thường nói với tôi rằng là họ thấy nền kinh tế của Nhật Bản sẽ ổn định hơn trong khi lãi suất và lạm phát gia tăng tại Hoa Kỳ và châu Âu. Nhà quản lý danh mục đầu tư thuộc nhóm chứng khoán Nhật Bản tại Neuberger Berman tên là Kei Okamura đã cho biết như trên. Công ty quản lý tài sản này đã nâng đánh giá đối với cổ phiếu của Nhật Bản từ trung lập lên tăng tỷ trọng trong báo cáo chiến lược phân bổ tài sản mới nhất của họ. Okamura cũng cho rằng là việc mua cổ phiếu ngày càng tăng một phần là do sự lạc quan của ông Buffett dành cho tài sản của Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày hôm qua cho biết là trợ lý tùy viên hành chính ở tại đại sứ quán nước này ở Khartoum đã bị thiệt mạng do hỏa lực trong cuộc giao tranh giữa các phe phái quân sự đối địch ở thủ đô của Sudan. Muhammad al-Sharawi đã bị thiệt mạng khi đang lái xe đến đại sứ quán để theo dõi các thủ tục di tản người Ai Cập bị kẹt tại Sudan. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong một tuyên bố, quân đội Sudan ban đầu báo cáo rằng trợ lý tùy viên quân sự của Ai Cập đã bị giết, sau đó đã đính chính rằng người này bị chết do hỏa lực của lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hai lực lượng đối địch trong cuộc giao tranh tại Sudan đã đồng ý ngừng bắn trong 3 ngày. Để hỗ trợ chấm dứt giao tranh lâu dài, Hoa Kỳ sẽ phối hợp với các đối tác khu vực và quốc tế, cũng như các bên dân sự liên quan ở Sudan để hỗ trợ thành lập một ủy ban giám sát về việc đàm phán, ký kết và thực thi những thỏa thuận nhân đạo, cũng như là chấm dứt chiến sự tại Sudan. Các nỗ lực ngừng bắn trước đó đã bị thất bại trong suốt 10 ngày giao tranh, khiến ít nhất là 427 người thiệt mạng và hơn 3.700 người khác bị thương, theo các báo cáo của Cơ quan Liên Hiệp Quốc. Vài giờ trước thông báo của Ngoại trưởng Blinken, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres đã cảnh báo rằng cuộc chiến tại Sudan có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực. Tất cả chúng ta phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để kéo Sudan trở lại từ bờ vực thẳm, ông cho biết. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc cạnh tranh mạng 6G. Theo hãng tin của Bloomberg, thì chính quyền của Hoa Kỳ đang lên kế hoạch xây dựng mạng di động thế hệ thứ 6, tức là 6G. Một khi hoàn thành thì kế hoạch này sẽ mang lại lợi thế công nghệ cho Hoa Kỳ trong tương lai giữa cuộc chạy đua với Trung Quốc trong lĩnh vực viễn thông. Các viên chức Washington xác nhận là Tòa Bạch Ốc đã gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, viên chức công nghệ và chuyên gia học thuật vào cuối tuần trước để phát triển chiến lược cho mạng 6G sắp tới. Hoa Kỳ dự kiến là xây dựng mạng 6G dựa trên kinh nghiệm phát triển của mạng 5G nhằm tối ưu hóa hiệu suất, khả năng tiếp cận và bảo mật. Hiện công nghệ 6G vẫn ở giai đoạn sơ khai và phải mất nhiều năm nữa để phổ biến mạng di động này. Khi đó, tốc độ Internet nhanh hơn đáng kể so với mạng 5G và giúp mở rộng khả năng truy cập Internet tốc độ cao trên toàn cầu. Trung Quốc không ở ngoài cuộc đua này. Vào cuối năm 2020, Trung Quốc phóng thành công vệ tinh khảo sát xây dựng công nghệ 6G, đồng thời hy vọng xác minh hiệu suất của dải tần 6G trong không gian. Bắc Kinh được cho là sử dụng công nghệ này để thúc đẩy các mục tiêu an ninh quốc gia và tăng thị phần công nghiệp viễn thông trên toàn cầu. Huawei, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, đang chuẩn bị xây dựng mạng 6G riêng với hy vọng ra mắt mạng siêu nhanh vào năm 2030. Huawei là đích nhắm trừng phạt
của Hoa Kỳ trong những năm gần đây, với lý do đe dọa quyền riêng tư và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Để tăng tính cạnh tranh, Chủ tịch của Trung Quốc Tập Cận Bình đã khuyến khích công ty trong nước phá vỡ các rào cản công nghệ giữa lúc Bắc Kinh huy động khu vực tư nhân đối phó với áp lực từ Hoa Kỳ và đồng minh. Các chuyên gia trong ngành nhận định nỗ lực thúc đẩy 6G của Trung Quốc sẽ giúp cho nước này ổn định chuỗi công nghệ quan trọng và tạo thêm động lực phục hồi kinh tế. Thông tấn CNN cho biết, BMW là hãng xe đến từ Đức, hiện nay đang gặp rắc rối lớn chỉ vì những cây kem ở tại thị trường Trung Quốc. Cụ thể, đó là thương hiệu xe hơi hạng sang Mini của BMW đã liên tục phải xin lỗi sau những cáo buộc phân biệt chủng tộc với khách xem nội địa trong cuộc triển lãm xe hơi ở Thượng Hải vừa qua. Hàng loạt các video được quay lại cho thấy hai nhân viên Trung Quốc của Mini đã tiếp tục báo với khách xem trước, xem ở trong nước rằng họ đã hết kem miễn phí. Ngay sau đó thì lại lấy kem ra phát cho những người khách nước ngoài. Những video này đã tạo nên làn sóng giận dữ trên mạng xã hội của Trung Quốc khi cộng đồng mạng báo cáo buộc BMW phân biệt đối xử, dẫn đến làn sóng tẩy chay thương hiệu này. Đây là thông tin vô cùng tệ đối với BM khi Trung Quốc là thị trường tiêu thụ xe hơi lớn nhất của hãng này, vượt qua Hoa Kỳ cách đây 10 năm. Vào năm ngoái thì BMW đã bán được 792.000 chiếc xe ở tại Trung Quốc, con số cao hơn nhiều so với 362.000 xe ở tại Mỹ. Theo CNN, nhiều thương hiệu nước ngoài tại Trung Quốc như là BMW trong những năm gần đây đã phải đối mặt với khá nhiều bê bối liên quan đến phân biệt chủng tộc cùng với những vấn đề nhạy cảm khi sức mạnh của người tiêu dùng nội địa tăng lên. Sau nhiều năm bùng nổ kinh tế, người dân giàu có hơn, Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ chính của vô số nhãn hiệu, đồng thời cũng tự phát triển được một chuỗi cung ứng và nhiều thương hiệu nội địa sừng sò để cạnh tranh. Lấy chính BMW để làm ví dụ, thì hãng xe hơi này đang phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều thương hiệu xe điện ở tại Trung Quốc, vốn có giá rẻ hơn, thiết kế đẹp không kém và ngày càng được người dân Trung Quốc ưa chuộng. Tờ The New York Times thậm chí còn cho biết trong số những xe hơi mới được bán ra trong năm vừa qua là của những thương hiệu Trung Quốc, bất kể là xe điện hay là xe hơi với động cơ đốt trong. Tiếp theo phần tin Á Châu, bị phạt 6 tháng tù sau khi đăng ảnh bia lên Facebook ở Thái Lan. Một tòa án ở Thái Lan đã phạt một người đàn ông 150.000 baht, tức là tương đương với 4.300 Mỹ Kim và 6 tháng tù treo sau khi anh ta đã đăng ảnh một loại bia kèm với lời đánh giá về nó trên Facebook. Artid Sivahan Safan cho biết là anh dự định kháng cáo với hy vọng thay đổi luật mà anh tin là không công bằng đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ. Artid đã bị tòa án ở Northbury, phía bắc của Bangkok, kết án vào ngày 24 tháng 4 vì một bài đăng trên Facebook vào năm 2020. Anh được nhận định là đã vi phạm luật quảng cáo đồ uống có cồn. Hình phạt ban đầu dành cho người đàn ông này là 8 tháng tù giam và khoản tiền phạt là 200.000 baht, tức là tương đương với 5.820 Mỹ Kim. Tuy nhiên thì sau đó, mức án được giảm xuống còn 6 tháng tù treo và khoản tiền phạt là 150.000 baht vì tòa án nhận định là lời khai của anh là hữu ích. Artid đã chia sẻ với báo giới như trên. Đạo luật kiểm soát đồ uống có cồn năm 2008 cấm quảng cáo hoặc là hiển thị, trực tiếp hoặc là gián tiếp, tên hoặc là nhãn hiệu của bất kỳ đồ uống có cồn nào. Theo Bangkok Post, những người vi phạm có thể bị phạt tới 500.000 baht, tức là tương đương với 14.560 Mỹ Kim, hoặc là bị phạt tù 1 năm hoặc là cả hai. Tòa án dường như không hiểu, Artid đã viết bài đăng trên danh nghĩa là một người tiêu dùng đang đánh giá một loại bia, không phải là người bán nó, nhưng tòa án không quan tâm đến điểm đó. Subhak Koit, điều phối viên của Beer People, tức là một tổ chức thúc đẩy tự do hóa sản xuất và bán bia, đã nhận định như trên. Tại Thái Lan thì thời gian bán đồ uống có cồn thường bị hạn chế, đồng thời việc quảng cáo và bất kỳ hình thức mô tả nào khác về loại uống này phần lớn bị cấm trên tất cả các nền tảng. Trên truyền hình, hình ảnh đồ uống có cồn thường được làm mờ. Nhóm chỉ trích cho rằng là các quy định đó, đặc biệt là về sản xuất, thiên vị các công ty lớn lâu đời thuộc sở hữu của một số gia tộc kinh doanh giàu có nhất đất nước. Artid cho biết là anh là một dịch giả tự do và đam mê bia thủ công. Anh đã viết về bia Thái và bia nước ngoài trong khoảng 10 năm trên trang Facebook. Hiện có hơn 70.000 người theo dõi mình. Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân của Nam Hàn cho biết, những người trẻ tuổi hiện nay có thể xóa các bản ghi kỹ thuật số đã được tạo ra khi họ còn là trẻ vị thành niên. Một người có thể xóa thông tin cá nhân chẳng hạn như là tên, địa chỉ,
tuổi và ảnh ra khỏi các tìm kiếm ở trên Internet và các bài đăng trên mạng xã hội. Những người bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh khi còn trẻ sẽ có thể xóa bất kỳ bài đăng đáng xấu hổ nào mà họ đã từng đăng tải khi còn nhỏ. Một sinh viên 23 tuổi là một trong những người có thể hưởng lợi từ dịch vụ mới của chính phủ đã nói với Korea Jongan Daily rằng: "Lúc đó tôi nghĩ là bức ảnh rất vui nhộn, nhưng bây giờ thì tôi sợ bạn trai của tôi sẽ nhìn thấy nó." Cô muốn xóa những bức ảnh mà mình đã đăng trên một cộng đồng trực tuyến. Tuy nhiên sau nhiều năm đóng tài khoản thì bức ảnh vẫn còn tồn tại. Dự án mới của chính phủ Nam Hàn sẽ giúp cho những người dưới 24 tuổi quên mật khẩu hoặc là hủy tài khoản, có thể xóa hồ sơ kỹ thuật số một cách dễ dàng. Các bài đăng được đăng tải khi mà người dùng chưa đủ 18 tuổi sẽ đủ điều kiện sử dụng dịch vụ. Thanh niên và trẻ em có thể đăng ký dịch vụ thông qua cổng thông tin cá nhân của ủy ban, đồng thời gửi liên kết và thông tin để chứng minh rằng bài đăng đó là của họ. Chính phủ sẽ yêu cầu nhà điều hành trang mạng hạn chế, xóa hoặc là ẩn bài đăng. Chỉ những bài đăng do chính các cá nhân tải lên mới có thể được yêu cầu xóa bỏ. Nhưng chính phủ có kế hoạch dần dần mở rộng chương trình này sang các bài đăng do người khác tải lên, bao gồm có cả việc quay phim, chụp ảnh bất hợp pháp. Lee Jeong-ryon là Tổng Thư ký của Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân cho biết: "Chúng tôi hy vọng trẻ em có thể thực hiện quyền cơ bản để kiểm soát thông tin cá nhân thông qua dịch vụ này." Và đó là những phần tin liên quan đến Á Châu thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Phạm Đoan Trang không phải là nhà báo và có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Trả lời thư chất vấn của các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc về việc bắt giữ tùy tiện đối với nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, chính quyền của Việt Nam vừa cho biết Phạm Thị Đoan Trang không phải là nhà báo và đã bị xét xử vì các hoạt động bất hợp pháp nghiêm trọng và tái phạm nhiều lần, chứ không phải vì thực hiện quyền tự do báo chí của mình. Ngoài ra, thì chính quyền Việt Nam còn cáo buộc bà Phạm Thị Đoan Trang có âm mưu lật đổ chính quyền thông qua việc cấu kết với các tổ chức cá nhân ở nước ngoài. Các phương tiện truyền thông ở Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã phát hiện và đưa tin công khai về việc cá nhân này đã cấu kết với các tổ chức cá nhân ở nước ngoài nhằm mục đích hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó có Việt Tân. Văn thư của đại diện chính phủ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã có đoạn viết như trên. Thư phản hồi của chính quyền Việt Nam còn nói rằng là nhà báo độc lập này xuất bản trái phép các ấn phẩm có nội dung tuyên truyền hướng dẫn cách tập hợp lực lượng đối phó với lực lượng bảo vệ pháp luật để tiến hành bạo loạn lật đổ nhà nước. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị bắt vào tháng 10 năm 2020 và sau đó bị tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn loay hoay tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất và xuất cảng sau khi các báo cáo nêu con số thống kê đi giật lùi của nền kinh tế. Ngày thứ Ba 25 tháng 4, báo cáo của Bộ Công Thương Bộ Cộng sản Việt Nam thuật lại cuộc họp của Bộ này ở Sài Gòn với các cơ quan có trách nhiệm và giới công kỹ nghệ để nhằm đánh giá đúng tình hình, xác định khó khăn cùng với các nguyên nhân để đề ra các giải pháp khả thi. Kinh tế Việt Nam năm ngoái tăng trưởng vượt bậc tới hơn 8%, trong khi năm nay định chế tài trợ quốc tế World Bank dự báo chỉ là khoảng 6.3%. Đơn đặt hàng sản xuất bị cắt giảm, nhiều hãng đã cắt giờ làm của công nhân, cho nghỉ Tết kéo dài, thậm chí cho công nhân nghỉ việc. Đầu tháng 4, Ngân hàng Phát triển Á Châu tức là ADB cũng đã chỉ dự báo tăng trưởng năm nay của Việt Nam là khoảng 6.5%. Theo báo cáo của Bộ Công Thương được nêu ra trong cuộc họp, mặc dù kim ngạch hàng hóa xuất cảng tháng 3 năm nay có sự hồi phục, nhưng xuất cảng tháng 3 vẫn giảm đến 14.8% so với cùng kỳ năm ngoái, do có những khó khăn trong việc sản xuất và sự sụt giảm đơn hàng. Trong khi Bộ Công Thương loay hoay tìm cách đẩy mạnh sản xuất và xuất cảng, thì hai ngày trước đó, báo đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản Việt Nam trong bản báo cáo gửi đến Quốc hội đã phàn nàn là xuất cảng suốt nhiều năm nay vẫn phụ thuộc vào các nhà đầu tư ngoại quốc, sản xuất ở tại Việt Nam. Bên cạnh đó, lại còn chậm đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Cuối tháng 2 năm nay, báo tài chính Nhật Bản Nikkei đã dẫn nguồn từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho hay có đến 59% các doanh nghiệp được khảo sát nói rằng thủ tục xuất cảng phiền hà và nạn vòi vĩnh hối lộ gây ra nhức đầu và thêm tốn kém cho doanh nghiệp từ trước cho đến nay vẫn vậy. Lập 47 công ty để buôn lậu, cựu cảnh sát ở Sài Gòn sắp hầu tòa.
Vào ngày 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân Sài Gòn sắp mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Duy Tiến, 38 tuổi, cựu cán bộ đội số 7 Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an Sài Gòn. Cáo trạng xác định, theo quy định, doanh nghiệp chỉ được phép nhập cảng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không quá 10 năm hoặc là phải có văn bản ủy thác nhập cảng nếu nhập cảng theo ủy thác. Thủ tục nhập cảng hàng hóa phải có các chứng thư giám định kết luận đáp ứng đủ điều kiện. Hoàng Duy Tiến thuê nhân viên đứng ra thành lập 47 công ty không hoạt động kinh doanh, chỉ sử dụng pháp nhân để làm thủ tục nhập cảng, thông quan và giao dịch hàng lậu. Khi làm hồ sơ hải quan nhập các container hàng về Việt Nam, Tiến chỉ đạo đồng phạm chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa để đủ điều kiện nhập cảng. Ngoài ra, thì để giảm chi phí đóng thuế, Tiến đã chỉ đạo nhân viên khai trị giá hàng nhập thấp hơn giá trị thật và tiêu thụ hàng hóa ngay sau khi nhận hàng ở cảng để né giám định. Cơ quan điều tra xác định là từ tháng 9 của năm 2019 cho đến tháng 5 năm 2021, Hoàng Duy Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, có tổng trị giá là hơn 217 tỷ đồng. Ngày hôm qua, Cơ quan Hải quan Sài Gòn qua soi chiếu, thấy kiện hàng chuyển phát nhanh đi Úc, địa chỉ của người gửi ở xã Phú Thịnh thuộc về Tam Bình của Vĩnh Long, có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra thủ công. Từ đây có 8 hộp khẩu trang y tế chứa khoảng 1 kg heroin đã bị phát hiện. Công an Sài Gòn vào cuộc, xác minh Việt là người gửi hàng đang ở tỉnh Long An. Phán đoán thấy động, Việt sẽ vượt biên sang Campuchia. Công an đề nghị đồn biên phòng phối hợp để bắt giữ. Sáng ngày 25 tháng 4, lực lượng biên phòng phát hiện Việt đang ở quán karaoke khu vực cửa khẩu Som Rom của Campuchia, cách cửa khẩu Mỹ Quý Tây khoảng 1 km. Đồn công an cửa khẩu Som Rom đã hỗ trợ điều chuyển Việt trở về Việt Nam, để cho các lực lượng sau đó phối hợp khép vòng vây. Việt được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an của Sài Gòn điều tra theo thẩm quyền. Việt khai lấy tên giả để gửi ma túy sang Úc. Trong xe hơi của anh ta khi bị khám xét có 41.27 gram ma túy đá đựng ở trong 3 túi ni lông, mua giá là 11 triệu đồng ở tại Sài Gòn. Tiếp theo là bản tin liên quan đến vụ hành hạ con của chồng đến chết. Bị cáo rút lại đơn xin giảm án tử hình. Vào sáng ngày 25 tháng 4, nguồn tin riêng của phóng viên báo Thanh Niên đã cho biết, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố đã nhận được đơn xin rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 28 tuổi. Trang bị tòa sơ thẩm phạt về tội giết người và hành hạ người khác. Theo bản án sơ thẩm trước đó, bằng nhiều hình thức khác nhau, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã hành hạ đánh đập bé VE trong nhiều ngày và nhiều giờ. Trang đánh bé VA trong tình trạng bé không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó và quỳ gối trong chuồng chó. Vào hồi tháng 11 năm ngoái, Tòa án Nhân dân Sài Gòn xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, ngụ tại Gia Lai, sống chung như là vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, là cha ruột của bé VA, án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình. Trong đơn viết tay thì Trang viết ngắn gọn, chưa đầy một trang giấy, nhận thấy đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, tôi thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên tôi tự nguyện viết đơn này xin rút kháng cáo. Đơn đã có xác nhận của trại giam. Được biết thì dù Trang rút kháng cáo, nhưng tòa phúc thẩm vẫn triệu tập bị cáo này đến tòa. Trước đó, thì sau khi bị Tòa án Nhân dân Sài Gòn phạt án tử hình, Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do tôi nhận thấy mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của tôi. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, bị phạt mức án là 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù về tội che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù. Bị cáo Thái nhiều lần đã chứng kiến con gái của mình bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập nhưng không can ngăn. Thậm chí thì còn nhiều lần cầm cây cùng với Trang la mắng và đánh đập, cũng như là hành hạ bé VA.
Đồng thời thì cơ quan này cũng đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm để che giấu hành vi phạm tội của Trang. Trong văn bản báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan Hàng không Việt Nam cho hay, trước phản ứng của hành khách nhập cảnh phải chờ đợi quá lâu để lấy hành lý, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành khảo sát một số chuyến bay. Qua khảo sát thực tế và hiện trạng kết cấu hạ tầng cơ sở tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cơ quan Hàng không Việt Nam cho rằng nguyên nhân dẫn đến thời gian trả hành lý kéo dài do số lượng chuyến bay quốc tế đang hồi phục. Số lượng khách đang tăng cao khiến cho việc một số khung giờ cao điểm hành khách phải chờ để làm thủ tục nhập cảnh trước khi lấy hành lý, dẫn đến tổng thời gian khách nhập cảnh và lấy hành lý kéo dài. Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất có nhiều vị trí đậu xa, vì vậy khi máy bay đậu tại các vị trí xa nên xe kéo hành lý trong quá trình di chuyển vào khu vực băng truyền để trả hành lý phải mất từ 15 cho đến 17 phút do phải di chuyển qua nhiều điểm hotspot ở tại khu vực sân đỗ. Bên cạnh đó, điểm hạn chế nữa là hạ tầng cơ sở của nhà ga hành khách. Do được xây dựng từ nhiều năm trước đây, tuy đã sửa sang lại nhiều lần, nhưng diện tích khu vực băng truyền hành lý ở tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn còn hạn chế, nên hành khách khó khăn trong việc tiếp cận với băng truyền. Điều này đã dẫn đến việc những chuyến hành lý ở trên băng truyền đối với một số chuyến bay có số lượng hành khách đông, hành lý nhiều bị kéo dài hơn các chuyến bay thông thường. Tiếp theo phần tin Việt Nam, 5 người phụ nữ đã bị biến dạng khuôn mặt do bị lừa tiêm silicone làm đẹp. Sau khi tiêm tế bào gốc trẻ hóa da tại một cơ sở spa, 5 người phụ nữ bị biến dạng khuôn mặt, hoại tử đầu mũi, chảy mũ. Bác sĩ phát hiện chất được tiêm chính là silicone. Cả 5 người phụ nữ cho biết là những ngày đầu sau khi tiêm có cảm giác đau, châm chích, sưng tại vị trí tiêm. Nhân viên của cơ sở spa giải thích là phản ứng thông thường sau tiêm tế bào gốc. Vài ngày sau thì một người 40 tuổi đã bị biến dạng mặt, môi sưng phù, kích ứng và đỏ tấy. Người khác 35 tuổi bị hoại tử mũi, đen sì và chảy mũ. Những người còn lại cũng đã bị biến chứng, dị ứng tại vị trí tiêm, tình trạng nhẹ hơn. Vào ngày 25 tháng 4, bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, trưởng khoa da liễu, thẩm mỹ, da, Bệnh viện Đại học Y Dược của Sài Gòn cho biết nguyên nhân họ bị biến dạng khuôn mặt, kích ứng do bị tiêm silicone lỏng thay thế tế bào gốc như cơ sở spa đã giới thiệu. Tùy vào tình trạng của mỗi bệnh nhân, bác sĩ chỉ định rạch da, nạo vét lấy silicone lỏng ra, song không thể lấy hết hoàn toàn được. Mọi can thiệp chỉ có thể giảm hậu quả, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe sau này do silicone lỏng vẫn tồn tại trong cơ thể, bác sĩ Thanh đã nói. Silicone lỏng là chất cấm sử dụng trong làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ. Khi tiêm vào cơ thể thì silicone không khu trú lại một vị trí mà len lỏi vào các tổ chức mô, cơ quan dẫn đến biến chứng. Tiêm quá nhiều và mũi tiêm quá sâu có thể chọc vào mô tuyến cũng như là cơ tạo thành các khối u xơ cứng, khối áp xe to. Silicone lỏng dễ ngấm vào các mô mỡ và mạch máu gây biến chứng nặng nề, muốn loại bỏ chúng rất khó khăn. Bác sĩ khuyến cáo nên tìm hiểu kỹ về phương pháp tiêm tế bào gốc làm đẹp để tránh bị lừa. Tế bào gốc được lấy từ cuống rốn của trẻ sơ sinh và phải lưu trữ bảo quản ở nhiệt độ là âm 86 độ C. Trước khi sử dụng thì bác sĩ rã đông tế bào gốc và tiến hành tiêm ngay lập tức. Nếu đưa tế bào gốc tới spa và tiêm cho khách hàng thì tế bào gốc đã chết, chỉ còn lại xác, nước và một ít vitamin, không có tác dụng, bác sĩ đã nói như trên. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV, chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin cuối. Và sau đây là những phần tin liên quan đến địa phương, thưa quý vị. Cảnh sát của Santa Ana hiện nay đang truy tìm tài xế tông xe chết người rồi bỏ chạy. Cảnh sát Santa Ana đang truy tìm một tài xế đã tông chết người rồi bỏ chạy vào sáng sớm ngày 24 tháng 4. Khoảng chừng 5 giờ rưỡi sáng ngày thứ Hai, Sở Cảnh sát của Santa Ana đã nhận được nhiều cuộc điện thoại, báo cáo của người đi bộ bị tông ở trên đường, ở trong khu 2700 đường Northman, gần 24 Hour Fitness. Cảnh sát Santa Ana cho biết khi tới nơi thì thấy một ông đang nằm giữa đường. Lính cứu hỏa của Orange County cũng đến hiện trường và công bố người này đã thiệt mạng. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông này đang băng qua đường Main thì bị chiếc xe Kia Optima màu trắng đời 2016 hoặc 2018 chạy từ hướng bắc của đường Main tông vào. Tới sáng thứ Ba, cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân đưa đến tai nạn này và đang truy tìm nghi can.
Cảnh sát Santa Ana kêu gọi ai biết thông tin liên quan thì gọi cho cuộc điều tra. Và điều tra viên tên là Briley, số điện thoại là 714-245-8215, 714-245-8215, hoặc gọi cho sở cảnh sát của Santa Ana ở số 714-245-8200. Cảnh sát Riverside phải công bố lý do vây bắt ma túy thất bại. Theo hãng tin AFP, vào ngày 25 tháng 4, cơ quan cảnh sát quận hạt Riverside gần Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ, cho biết họ đã sắp xếp một cái bẫy tinh vi, trong đó cài cảnh sát chìm bán ma túy đá cho một kẻ bị tình nghi là buôn bán ma túy. Kế hoạch này nhằm để bắt quả tang nghi phạm và thu hồi an toàn số ma túy dùng làm mồi nhử. Tuy nhiên thì sau khi giao tiền và nhận hàng thì người này đã biến mất trước khi cảnh sát bắt lại mình và tang vật. Sau khi hoàn thành giao dịch thì nghi phạm đã lái xe đi. Lực lượng đặc nhiệm chống băng đảng đã cố gắng chặn xe của người này. Thông cáo báo chí của cảnh sát trưởng quận Riverside đã trình bày về điệp vụ thất bại đã xảy ra vào ngày 19 tháng 4. Tuy nhiên thì nghi phạm không chịu khuất phục mà tăng tốc. Một cuộc truy đuổi đã diễn ra do cuộc rượt đuổi diễn ra với tốc độ cao và nghi phạm coi thường an toàn công cộng nên cảnh sát đã bị mất dấu chiếc xe. Thông cáo đã giải thích lý do sự vụ mắc sai lầm. Tên tội phạm đến nay vẫn ngoài vòng pháp luật với số ma túy trị giá đến 35.000 Mỹ Kim, báo Los Angeles Times đã cho biết. Đây là số ma túy bất hợp pháp cảnh sát đã thu được từ các vụ án trước đó. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Một số nghiên cứu mới cho thấy là tỷ lệ tử vong của trẻ em tại Mỹ đang tăng trong những năm gần đây. Và đại dịch gần như là không có liên quan gì đến tỷ lệ này. Từ năm 2019 đến 2021, tỷ lệ tử vong của trẻ em ở Hoa Kỳ vì bất cứ lý do nào đã tăng đến 10.7% trong vòng một năm và tăng 8.3% trong năm tiếp theo, con số cao nhất trong nhiều thập niên vừa qua. Những lý do khiến cho trẻ em thiệt mạng nhiều nhất là tự tử, án mạng, sử dụng ma túy quá liều và tai nạn giao thông. Trong những lý do đó thì súng có thể nói là lý do nguy hiểm nhất, với số trẻ em chết vì súng đạn đã tăng đến 50% trong vòng 2 năm. Chỉ mới đến tháng 4 năm nay, nước Mỹ đã có đến 42 vụ nổ súng ở trong khuôn viên của trường học, làm cho 17 người chết và 32 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Trong những phụ huynh được khảo sát, người Hispanic lo lắng về chuyện con mình có thể bị bắn nhiều nhất, đến 42%. Còn bên cạnh đó, người gốc Phi có khoảng 33% bày tỏ sự lo lắng, người da trắng là 23%, người Á Châu là 12%. Không chỉ vậy, phụ huynh ở những khu đô thị lớn lo lắng về vấn đề này nhiều hơn so với những phụ huynh ở các vùng ngoại ô. Tuy y học làm gia tăng tuổi thọ cho trẻ em, nhưng tỷ lệ tử vong ở trẻ em đã tăng đến 20% trong năm 50, với những lý do chính đó là án mạng, ma túy và tự tử, làm mất đi những tiến bộ ở trong y học nhi khoa. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.